Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đầu tiên, tịnh hải con xin thành tâm tri ân trên Hòa Thượng Viện Chủ Thượng Quảng Hà Hiển công đức của Ngài. Khi tới đây mới thấy rằng thực sự là rộng lớn vô biên, và nhờ vậy mà chúng ta tất cả chư tăng ni cũng như là đại chúng được một cái cơ ngôi tụ họp lại để niệm Phật. Xin thưa với chư vị, chúng ta quyết lòng nương theo cái công đức này, nương theo cái cơ duyên này để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, hậu đền ơn đáp nghĩa lòng đại từ đại bi của Hòa Thượng, đúng không chư vị? Tình hải này cũng xin thành tâm tri ân các cấp chính quyền thực sự đã bảo vệ giúp đỡ cho chúng ta, giúp đỡ đại chúng trong những ngày năm tháng qua, và trong tương lai chúng ta có cái chỗ tu tập an ổn, an toàn. Mong cho chư vị quyết lòng vì chúng sanh, vì tổ quốc, vì nhân dân, vì dân tộc, và trong đó có ta nữa, một lòng một đời làm thiện làm lành, và nhất là niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, đúng không chư vị? Dạ, kính thưa chư tôn phẩm tăng ni tham gia chúng mình hôm nay, thực sự là trong vô lượng kiếp qua chúng ta âm thầm đấu tranh với vấn đề sanh tử luân hồi, chúng ta tìm mãi con đường thoát khổ được vui ấy. Thế mà xin thưa thực, bây giờ chúng ta ngồi tại đây niệm Phật, nghĩ đến cái quá trình đấu tranh sanh tử luân hồi của chúng ta trong quá khứ, hình như ta là thất bại quá nhiều, đúng không chư vị? Thất bại quá nhiều. Hôm nay chúng ta cũng ngồi tại đây, cũng nói đến vấn đề là làm sao thắng cho được, thắng cho được cái chuyện mà sanh tử luân hồi đây. Thì xin thưa với chư vị, cái pháp hộ niệm dạy cho chúng ta cái cách mà thắng vượt sanh tử luân hồi đây. Thực sự thường thường khi mà đối diện với cái nạn sanh tử luân hồi, hầu hết chúng ta, tất cả mọi người chúng ta đang ngồi đây, từ trong vô lượng kiếp qua, một là mê mờ thì đành phải chịu nạn, hai là chúng ta vẫn có những ý nguyện, có những cái sự phấn đấu tích cực, nhưng mà sau cùng chúng ta vẫn bị thua. Sở dĩ như vậy là tại vì nghiệp chướng chúng ta quá nặng, mà cái ông mà ông sanh tử luân hồi, cái năng lực của ông ta cũng quá nặng đi, thành ra chúng ta bị thua. Thì hôm nay mình hộ niệm cho nhau là để nhắc nhở chúng ta tìm cách thắng. Thì cái điểm đầu tiên xin thưa với chư vị, chúng ta nhận ta là yếu, cho nên cái phương cách gần gũi nhất
của chúng ta là chúng ta đừng nên một mình mà cự địch với cái lực lượng quá hung hiểm, cái lực lượng quá mạnh. Đó là cái nạn nghiệp chướng, cái nạn oán thân, nó kéo mình trong thành thử luân hồi. Có thể trong những cái đời kiếp trước chúng ta vẫn đấu tranh, nhưng mà đấu tranh đơn độc quá. Thì bây giờ đây xin thưa với chư vị, khi đối diện với cái niệm sanh tử, chúng ta không nên đơn độc một mình nữa. Là phàm phu chúng ta hội tập với nhau. Một người đối không được, cho 5 người, 10 người có thêm một chút sức mạnh. Nếu mà chúng ta tụ được 50 người, hình như chúng ta cũng an tâm. Mà xin báo với chư vị, 50 người là cái lực lượng phàm phu của thế gian cũng chưa chắc gì thắng được cái lực lượng của nghiệp chướng, lực lượng của sanh tử luân hồi đâu. Mà chúng ta làm sao, làm sao mà có thể chư Phật đến đồng thanh mà giúp cho chúng ta nữa. Chư vị nghĩ coi, cái lực lượng này bất khả tư nghị. Chúng ta còn cúi đầu năn nỉ chư thiên thần hộ pháp bảo vệ cho chúng ta nữa. Nếu mà chúng ta làm được cái chuyện này thì thực sự chư vị ơi, chúng ta có khả năng đánh thắng được cái sanh tử luân hồi trong một đời này đấy. Đánh thắng được đấy chư vị. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật có đưa ra 3 cái lực mà coi như nó mạnh bất khả tư nghị. Thì xin thưa với chư vị là cái pháp hộ niệm của những người mà Phật tử đồng tu đến bên cạnh chúng ta là nhắc nhở cho chúng ta phải tụ hợp lại được 3 cái lực này để mà cùng nhau thắng. Trên 3 cái lực này nó có một cái lực gọi là nghiệp nhân quả báo bất khả tư nghị. Cái nghiệp này nó mạnh quá, nó đã đánh gục ta từ trong vô lượng kiếp qua, nó đánh gục ta từ vô lượng lần rồi mà không hay. Chính vì cái lực này quá mạnh cho nên khi mà chúng ta tu hành cứ nghe đến nghiệp, nghiệp chướng, nghiệp tội là mình sợ. Vô tình vì mình sợ vậy mà chưa lên đài mình đã đầu hàng trước rồi. Mà đầu hàng thì đúng là cái lực lượng này mừng vô cùng. Ta không đánh nhà ngươi mà nhà ngươi chịu thua rồi, cho nên ta nhẹ nhàng bóp một cái liệng xuống với tam đồ ác đạo, liệng trong lục đạo luân hồi cho chịu nạn luôn. Chúng thấy không chứ vậy? Cho nên 3 cái lực thì có một cái lực đại hại là cái lực gọi là nghiệp nhân quả báo. Nhưng mà khi chúng ta học pháp Phật, nghiên cứu cho thật kỹ, nhất là khi tình hải này nghiên cứu cái pháp hộ niệm, mới thấy rõ ra một điều là cái gọi là cái lực lượng, gọi là lực lượng về nghiệp chướng, nó mạnh nhưng mà nó cũng có cái dở. Cái dở thứ nhất là nó là của ta mà nó không thành với, nó không trung thành với ta mà nó đi hại ta, đúng là cái đồ dở, đúng không chư vị? Cái dở thứ hai là nó hung dữ, nhưng mà nó có một cái giới hạn vô cùng khó chịu đối với nó, mà nó giấu nó cho mình hay. Nhưng mà cái học hộ niệm rồi tôi phát hiện ra, và thực ra là chính Phật đã dạy cho chúng ta rồi, đó là những cái đồ dữ, nhưng mà nó phải tùy thuộc vào cái duyên nó mới có rụt rịch được. Chứ vì thấy cho nghe cho kỹ cái điều này, nó giữ vô cùng nhưng mà có cái duyên nó mới giữ được, không có cái duyên nó nằm im như một cái vật vô tri vô giác. Cái dở của nó là cái chỗ này. Cho nên khi học hộ niệm rồi ta phát hiện cái dở của cái gọi là cái nghiệp chướng, ta tận dụng mọi khả năng, ta tận dụng mọi khả năng để mà ta thắng nó. Chính là cái duyên này chư vị, chính là cái duyên này. Thì bây giờ một cái lực mà của nhà bất khả tư nghị thứ hai, đó là cái chư Phật thánh lực bất khả tư nghị.
Nghĩa là những cái lực mà gia trì yểm trợ của chư Phật, chư Bồ Tát trên mười phương pháp giới đó bất khả tư nghị, bất khả tư nghị. Nhưng mà cái lực này chư vị biết không, các ngài luôn luôn ở trong tịch tịnh bất biết. Chỉ khi nào mà chúng ta thành tâm khấn nguyện, tức là tạo duyên, các ngài tùy duyên mà giúp đỡ chúng ta, không bao giờ nghe ngại. Cho nên nếu mà chúng ta không có thành tâm, không có cầu nguyện, các ngài không có quyền lăn xả vào giúp đỡ chúng ta. Tại vì các ngài tôn trọng cái định luật gọi là nhân quả. Chứ vì định luật nhân quả, tất cả mọi phước thiện gì của một người là tự một người tạo ra và tự mỗi người phải nhận quả. Thì cái nhân quả này chư Phật không được quyền tham gia vào. Nếu ngài tham gia vào thì vô tình ngài phá vỡ định luật này sao? Nhưng mà khi chúng ta thành tâm chí thành chí kính nương nhờ vào các ngài, đó là cái duyên. Các ngài rõ ràng là trong tịch tịnh, nhưng mà khi gặp duyên các ngài sẵn sàng yểm trợ cho chúng ta. Chứng tỏ rằng là trong kinh A Di Đà Phật nói, người nào niệm A Di Đà Phật, người nào tụng kinh A Di Đà, người nào quyết chí trở về Tây Phương Cực Lạc, thì chư Phật mười phương sở hộ niệm. Tức là chư Phật mười phương nghe cái lòng thành khẩn kêu gọi cứu độ, ngài sẵn sàng, các ngài sẵn sàng cứu độ chúng ta. Cho nên chúng ta thân dụng cái duyên trong này để cho chư Phật mười phương tới yểm trợ chúng ta. Nếu mà các ngài yểm trợ chúng ta thì cái lực lượng của các ngài thực sự cũng bất khả tư nghị, tức là không có cách gì mà ngăn ngại được. Chư vị thấy rõ ràng chưa? Trước khi nói tới chuyện này rồi chúng ta mới thấy rõ ràng, à như vậy thì được rồi, chúng ta có hình như là có cái cơ hội để mà thoát vòng sanh tử luân hồi rồi. Thì Phật nói tiếp nữa là có một cái lực nữa cũng mạnh bất khả tư nghị. Lực đó là gì? Tâm lực của chúng ta có cái năng lực bất khả tư nghị. Chư vị ơi, mình không hay, hồi giờ mình đấu tranh với sanh tử luân hồi mà mình liền cái tâm lực của mình đi để mình đầu hàng. Cho nên mình không tự chủ được. Mình thấy một cái gì mà ngăn ngại, một cái gì khó khăn, mình sợ liền, mình rút lui liền. Mình chưa đánh mà chịu thua trước. Chịu thua thì xin thưa với chư vị, khi mà lên đài chúng ta lỡ mà có thua trận thì có một vị trọng tài tới can ngăn ra, đúng không chư vị? Nhưng mà khi chúng ta đấu tranh với nghiệp chướng, chúng ta đấu tranh với sanh tử luân hồi, khi thua không có trọng tài tới can ngăn. Nó đánh cho mình tới chết luôn. Nó đánh cho mình từ cái cách người này liền xuống tam độ ác đạo luôn, không bao giờ thương tiếc. Chứ vì thấy kinh hoàng không? Chính vì cái gọi là cái lòng bất, gọi là bất thiện của cái nghiệp chướng này mà ta triều nạn đời đời kiếp kiếp. Thì bây giờ đây trong kinh Vô Lượng Thọ Phật dạy cho chúng ta là cái tâm lực chúng ta cũng có cái năng lực mạnh bất khả tư nghị. Bất khả tư nghị. Nếu mà cái tâm lực chúng ta có cái bất khả tư nghị mà chúng ta cộng với cái Phật lực gia trì bất khả tư nghị, hai cái năng lực này hợp lại thì dẫu cho nghiệp chướng sâu nặng tới đâu cũng đành phải chào thua, bởi vì hai cái lực bất khả tư nghị này nhất định nó mạnh ít ra cũng gấp đôi cái lực của nghiệp chướng. Vô tình ta nhờ như vậy mà được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Chư vị thấy rõ ràng chưa? Chính vì thế khi mà đi hộ niệm, chư vị phải tin tưởng, chư vị phải vững tâm. Thì tự nhiên một cái lòng tin tưởng, một cái lòng vững tâm, một cái lòng chí thành này, chúng ta hướng cái lợi lạc vô cùng vô tận. Đến nỗi một lần mà chúng ta tháng này tượng trưng cho vĩnh viễn đời đời kiếp, từ đây cho đến vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp vô cùng với sau, ta tiếp tục tháng không còn thất bại nữa, đúng không chư vị? Trong quá khứ đến giờ này ta cứ tiếp tục thua 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 mãi không bao giờ thắng. Bây giờ để có cơ hội chúng ta thắng một lần rồi, thắng thắng thắng
mãi không bao giờ thua. Chư vị có thấy hoan hỷ chưa? Chính vì thế mà chỉ còn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, chúng ta thắng tất cả. Mấy ngày hôm nay có nhiều người đưa lên đây sợ sệt lo âu, là cái nghiệp của con nặng quá, con bắt ca, con giết heo, giết bò, giết đủ thứ, bây giờ sợ quá. Nếu mà sợ quá như vậy, chúng ta cứ chấp nhận có một cái là cái nghiệp của chúng ta sợ quá, cái nghiệp chúng ta dữ quá, cái nghiệp chúng ta mạnh quá, mà không ngờ chứ cái tâm lực của chúng ta cũng mạnh không tưởng tượng được, mà chúng ta không hay, mà chúng ta không thấy được cái điểm yếu, tức là tri kỷ tri bỉ, mà biết ta mạnh cũng biết cái đối tượng chúng ta mạnh, mà chúng ta còn hay là biết được cái đối tượng chúng ta có cái điểm yếu. Điểm yếu đó là cái duyên. Nghiệp chướng tuy mạnh nhưng không có duyên, nó là một cái đứa dở nhất, u mê nhất, cứ nằm ình đó để chúng ta muốn luyện đi đâu thì luyện, muốn đứng đi đâu đứng, giống như một cái quả bom. Cái quả bom mình tạo ra, tức là nghiệp của mình đấy, mà mình sới, mình tạo cái duyên cho nó nổ ra một cái. Ai chết trước đây chưa bị? Mình chết trước. Chúng sanh có bị hại không? Tàn hại chúng sanh tàn tạ luôn mà không hay. Nếu chúng ta không kéo, không cho nó gặp cái duyên, nó nằm ình như một cái đống rác, và chúng ta bước trên đống rác đó đi về Tây Phương. Thật là chư vị thấy rõ ràng cái niềm hân hoan chúng ta đã nở ra từ đây chưa chư vị? Thì cái pháp mà niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc là ứng dụng cái đạo lý này đây. Nếu chúng ta cứ quyết lòng tu, tu và tu để mà coi như chứng đắc đế thành đạo, thì chư tổ có thể làm được. Chư Bồ Tát đã từng trải qua vô lượng kiếp tu hành rồi, mà Ngài là thuộc hàng căn cơ rồi, Ngài mới thực hiện được điều đó. Còn ta mà chờ tới vô lượng kiếp nữa thì không biết là đời sau mình làm con gì đây để mà tiếp tục tu hành. Nếu mà làm người gặp được cái duyên vào trong một đạo tràng tu hành thì cũng đỡ đi. Chứ nếu mà rơi vào cái tam đồ ác đạo rồi, ai hướng dẫn chúng ta đây chư vị ơi? Duyên đâu mà chúng ta tu? Cái thuận lợi nào mà chúng ta có hy vọng sẽ thắng được nghiệp trong đời sau? Chính vì thế mà hôm nay chúng ta gặp cái cơ hội này, chư vị có thấy mừng vui không? Cái cơ hội mà chúng ta thắng đài từ trong vô lượng kiếp chúng ta chưa làm được, bữa nay chúng ta bắt đầu làm được rồi, chư vị có thấy rõ ràng chưa? Chính vì thế mà khởi đầu ra Tình Hải nói rằng là người hộ niệm đang bày vẽ cho chúng ta cái phương cách để thắng đây. Vì sao vậy? Ta muốn thắng mà ta không biết cách. Cái người hộ niệm cũng không phải là có cái năng lực gì mà giúp cho chúng ta, mà họ biết cái cách. Cái cách này là từ chư tổ dạy, trong kinh Phật dạy mà hoàn toàn chúng ta không hay. Trong kinh Phật dạy như thế nào? Một người nào đó dẫu cho nghiệp chướng sâu nặng tới đâu, nhưng khi nghe được danh hiệu của Đức A-di-đà mà thành tâm tín nhạo, gọi là vui vẻ hân hoan, niệm danh hiệu Ngài cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, dẫu làm việc ác thì quên đi, liền đi, để nó nằm im đó. Nếu có việc lành nào thì đưa cái việc lành đó gửi về Tây Phương Cực Lạc. Nếu trước khi ra đi mà làm được cái việc này, tức là niềm tin vững vàng, tha thiết cầu A-di-đà Phật lại nghinh tiếp độ, tức là cầu nguyện vãng sanh, đúng không các sư bà? Và tranh thủ chân thành thành kính niệm câu A-di-đà Phật, nhẫn đến 10 niệm mà không được vãng sanh, A-di-đà Phật thề không thành Phật. Chư vị thấy rõ ràng chưa? Hồi giờ chúng ta cũng có tu mà nhiều khi quên cái chuyện này, tức là cái phương cách Phật dạy cho chúng thoát. Mà rồi sau cùng đó Phật dạy gì nữa? Người phàm phu tội chướng sâu nặng, tâm của chư vị
nghĩa là tâm của phàm phu chúng ta thường thường không có ổn định, gọi là vô thường. Mình đang niệm Phật quyết chí trở về Tây Phương, một căn bệnh ứng hiện lên, mình sợ lên sợ xuống. Một cái lời của bác sĩ nói là không cách nào có thể cứu chữa được, lề mình sợ chết sợ mất cái tâm này. Rõ ràng là tâm lực chúng ta quá mạnh, mà chúng ta liền cái mạnh đi, cứ sử dụng toàn là cái yếu không thôi. Thành ra chúng ta lấy cái yếu mà trị cái mạnh, mà lại âm thầm trị nữa, thì hỏi làm sao chúng ta có thể thoát đây. Hiểu không chưa vậy? Thế thì chư Phật chư Tổ mới bày, bày làm sao đây? Yếu thì bây giờ nhận mình yếu luôn đi, mời gọi nhiều người tới yểm trợ cho mình. Thấy không chưa vậy? Một vị tổng thống không biết võ, các ngài không có cái súng trong túi, nhưng mà nhờ cái lực lượng bảo vệ của các ngài dày đặc, không ai có thể tiếp cận được các ngài. Có hiểu chỗ này chưa? Chứ vậy thấy là chưa? Thì cái phương pháp hộ niệm là như vậy. Trí thành trí kính của mình, Phật lực gia trị, Phật lực hộ niệm cho mình. Cái năng lực này chư vị nghĩ là nhỏ sao? Chẳng lẽ yếu sao? Tại vì mắt thịt, mắt trần, tâm ý mê mờ, chúng ta không thấy, thế nên nghi nghi ngờ ngờ. Chính cái niềm nghi này nó ngăn cản mất quang minh gia trị của chư Phật. Như vậy hôm nay chúng ta quyết thề con không nghi nữa, chịu không chư vậy? Để cho chúng ta hướng trọn sự hộ niệm của chư Phật, gọi là hộ trì. Sở hộ niệm kinh, hộ niệm kinh. Chính chúng ta là cái đối tượng cho chư Phật đến hộ niệm mà không may. Cho nên cái chư vị nói rằng hộ niệm bắt đầu từ đâu, thì chư vị đọc trong kinh Vô Lượng Thọ, có phải là người nào đọc kinh A-di-đà cầu nguyện vãng sanh thì được chư Phật sở hộ niệm? Là chúng ta là những người được chư Phật đến hộ niệm, đúng không chư vị? Phàm phu chúng ta đến hộ niệm dùng cái miệng mà nói, dùng con mắt mà nhìn, dùng cái vấn đáp mà hỏi thử bà cụ này bị cái gì. Còn chư Phật đâu cần cái đó. Các ngài hiểu thấu trong tâm can chúng ta, các ngài không cần hỏi. Chỉ vì chúng ta không biết, chúng ta các ngài hộ niệm, chúng ta lấy tấm màn che mắt, tôi không đồng ý cho Phật hộ niệm, thành ra tự mình từ chối mất một cái năng lực vĩ đại trên hoàng vũ để bảo vệ mình không hay. Chư vị thấy oan uổng không? Thực đúng không? Như vậy thì bây giờ thực ra là ban hộ niệm là gì? Luôn luôn có phải đến động viên tinh thần cho cái tâm lực của người bệnh mạnh lên, để giúp cho cái tâm lực gọi là có cái năng lực vĩ đại của người đó bừng bừng ứng lên. Và nói cầu ơi, cụ quyết chí tin tưởng niệm A-di-đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, có phải là xin Phật đến đưa con về Tây Phương Cực Lạc không? Tức là mình cầu chư Phật mười phương tới bảo vệ hộ niệm cho mình để đưa mình về Tây Phương Cực Lạc không chư vị? Rõ ràng là hai cái năng lực giữa cái tâm lực và cái Phật lực này, hỏi rằng nghiệp chướng làm sao dám băng qua một cái hệ thống quang minh vĩ đại bao trùm pháp giới mà đi hại chúng ta đây? Chỉ vì chúng ta xới bỏ mất cái sự giá trị này mà vô lượng kiếp qua ta tu hành mà bị nạn. Như vậy hôm nay chúng ta quyết định không được sơ ý nữa nhé. Mà chư vị có thấy rõ ràng chưa? Cho nên khi nói tới đây, chư vị có thấy rõ ràng là rõ ràng mình ở trong con đường an toàn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Và Đức A-di-đà Phật, Ngài đã là một vị Phật rồi. Từ trong chân tâm tự tánh, Ngài quán xuyến rõ ràng cái điều này. Cho nên Ngài mới nói chư vị hãy tin tưởng vững vàng, làm đúng theo lời của ta. Chư vị mà không được vãng sanh, ta thề không thành Phật. Ngài nó có căn cứ đàng hoàng, rõ ràng đây là cái đại giáo lý mà của Đức Thế Tôn dạy chúng ta mà chúng ta không hay. Cho nên hôm nay xin mời chư vị chúng ta cùng nhau mà đại giác ngộ.
để chúng ta cùng đi làm Phật, đúng không chứ vậy? Rõ ràng chưa? Thế mới thấy hộ niệm. Nếu mà nói nhỏ thì nó nhỏ giống như một người gần bên một người. Một người khoe khoe cầm tay một người bệnh, vỗ vỗ cái tay năn nỉ bà cụ vãng sanh, đơn giản. Nhưng mà nó lớn đến nỗi là nó cứu độ vô lượng vô biên chúng sanh. Đến nỗi trong kinh Phật nói phàm thánh tề thâu, phàm thánh tề thâu, phổ độ đến nỗi là tận nhất thiết chúng sanh. Chư vị có thấy những cái lời này vĩ đại không? Chính là một câu A-di-đà Phật. Vô tình cái người đi hộ niệm, chư vị đã dùng lời Phật để trao truyền cho người bị bệnh đó, mong người bệnh đó nhất định hãy vùng lên tâm lực mạnh mẽ, hãy nương theo đại nguyện của chư Phật để được chư Phật hộ niệm. Và còn sợ mình có sơ suất gì, mời chư vị đồng tu đến hộ niệm. Chư vị biết là thực ra những vị đồng tu hộ niệm hiện tại thân xác của họ thực tế là một người phàm phu, nhưng chính cái chân tâm của các vị hộ niệm cũng là một vị Phật, đúng không chư vị? Vô tình chúng ta được chư Phật ba đời đang hộ niệm chúng ta mà chúng ta không may. Cho nên nói cao nói rộng, đúng là pháp hộ niệm bao trùm cả vũ trụ hư không, một là tất cả, tất cả là một. Nhờ vậy mà cứu được một người mê mờ này đi về bến giác thành tựu đạo quả. Chư vị có đồng ý không? Hoan hỷ không như vậy? Tin tưởng đi, thực hiện liền đi, chúng ta sẽ thấy cái hiện tượng vãng sanh xảy ra trước mắt, xảy ra trước mắt. Đồng ý không? Vỗ tay không như vậy? Hôm nay chúng ta nói những điểm nhỏ nhỏ nữa, tại vì 10 điểm như vậy có nhiều quá. Có lẽ là càng sâu về sâu càng tế nhị lắm, càng vui lắm chứ vị. Hôm nay thì vẫn còn là những điểm nhỏ nhỏ mà chúng ta đừng sơ suất nhé. Dùng